theo lịch thiên văn năm 2233, tại vùng ven hành tinh thuộc khu vực Liên minh, đã xảy ra một con sấm chớp, tàu vũ trụ ngay lập tức cử tàu Kevin đi điều tra. Sau khi đến hiện trường đã phát hiện, vụ sấm sét đó là do hố đen gây ra, trước khi họ kịp phản ứng, tàu chiến Romulan khổng lồ bất ngờ xuất hiện, lớn gấp hàng trăm lần tàu Kevin, đối thủ sử dụng vũ khí tối tân, phát động cuộc tấn công quyết liệt vào tàu Kevin, tá chắn của tàu Kevin biến mất, động cơ bị hư hỏng nặng, đội trưởng ra lệnh cho toàn bộ thủy thủ đoàn rời tàu tháo chạy. Nhưng lúc này, người của Romulan yêu cầu đội trưởng tàu Kevin đến tàu chiến để đàm phán ngừng bắn. Vì sự an toàn của các thủy thủ viên, đội trưởng không có lựa chọn nào khác đành phải đồng ý. Đồng thời giao quyền chỉ huy tàu Kevin cho người đồng đội của mình là Sarek, để họ có thể sẵn sàng để lại tàu và trốn thoát bất cứ lúc nào. Hóa ra người Romulan đang tìm kiếm đại sứ Spock, nhưng đội trưởng lại hoàn toàn không biết đối phương là ai. Họ lại hỏi đội trưởng, hiện tại theo lịch thiên văn là năm nào? Anh liền thành thật trả lời, thủ lĩnh Romulan dùng một một con dao dài đâm xuyên người đội trưởng Leonard. Ô Kevin cũng đã phát hiện được thông tin Leonard đã thiệt mạng. Sarek liền ra lệnh cho tất cả thuyền viên, lập tức mở cửa thoát hiểm và sơ tán, bao gồm cả người vợ sắp sinh. Sarek khởi động va chạm, nhưng chế độ lái tự động lại gặp sự cố, chỉ có thể điều khiển phi thuyền bằng tay, để bảo vệ các thành viên phi hành đoàn có thể sơ tán an toàn. Sarek không còn sự lựa chọn, vào giây phút cuối cùng, người vợ ở trong tàu đã trốn thoát và sinh được một cậu con trai kháo khỉnh sarek đặt tên em bé là jim còn anh đã ở lại mãi mãi ở trong vũ trụ sâu thẳm mười năm sau trên trái đất tại iowa một cậu bé đang lái một chiếc xe cổ chạy quá tốc độ trên đường nhưng khi đối mặt với cảnh sát robot cậu chẳng mày may sợ hãi ngược lại cậu rẽ về con đường dẫn đến mỏ đá cuối cùng chiếc xe đã bị rơi khỏi vách đá vào thời khắc nguy hiểm cậu đã kịp nhảy ra khỏi xe tên cậu là gì tên tôi là jim tiberius kirk đồng thời lúc này ở phía bên kia thiên hà trên vao cần vì có mẹ là con người nên đã bị bạn bè cùng lứa bắt nạt, Spock bực bội trong lòng, nên đã xử lý bọn láo lếu một trận và đã bị cha mình trừng phạt, cha cậu vô cùng thất vọng trước sự mất kiểm soát cảm xúc của Spock. Bởi vào cần vốn là chủng tộc không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Spock lớn lên, đứng trong lễ Va'wana để thanh lọc cảm xúc, điều này cũng sẽ quyết định vận mệnh tương lai của anh ấy. Hội đồng trưởng lão rất hài lòng với kết quả của Spock. Dù không quá hoàn hảo, và cái mà trưởng lão coi là sự không hoàn hảo, chính là người mẹ con người của anh, đây chính là điểm mấu chốt của Spock anh đã bỏ qua cơ hội tham gia cuộc thám hiểm vau cần quay lại và gia nhập vào học viện tàu vũ trụ đồng thời lúc này trong một quán bar ở iowa james đang say rượu vì muốn tán tỉnh người đẹp đã xảy ra xung đột với các học viên đội tàu vũ trụ james bị đánh khá nặng may thay đội trưởng pai đã xuất hiện kịp thời để ngăn họ lại sau khi pai biết james là con trai của sarek đã cố gắng thuyết phục anh gia nhập vào đội tàu vũ trụ nhưng james đã kiên quyết từ chối lúc này pai chợt nhắc đến cha anh ông ấy chỉ nắm quyền chỉ huy có mười hai phút nhưng đã cứu sống được 800 mạng người. Pai tin chắc rằng Jim trong vòng 4 năm có thể trở thành chỉ huy. Và trong vòng 8 năm sẽ sở hữu được phi thuyền của riêng mình. Nhưng anh vẫn thờ ơ không chút động lòng. Sáng sớm hôm sau, Jim đến nhà máy đóng tàu cạnh bờ sông. Trước mặt là một chiếc phi thuyền Enterprise còn giang dở. Sau khi suy nghĩ một lúc, Jim quyết định gia nhập tàu vũ trụ. Uhura người anh tình cờ gặp ở quán bar tối qua cũng nằm trong số đó. Một tân binh khác là Jock cũng lên tàu vũ trụ. Có vẻ như anh ấy chỉ miễn cưỡng tham gia mà thôi. Sau một cuộc phàn nàn, hai người đã trở thành bạn của nhau, bắt đầu cuộc hành trình trong không gian không mấy thoải mái này. Ba năm sau, người Romulan vẫn còn ở bên cạnh hố đen, chờ đợi đại sứ Spock. Sau 25 năm chờ đợi, cuối cùng họ đã đợi được một con tàu vũ trụ nhỏ. Nero ra lệnh tóm lấy chiếc phi thuyền, và ở đây tại học viện tàu vũ trụ, các học viên đang trải qua kỳ thi thứ hai. Jim hoàn thành khóa đào tạo mô phỏng một cách dễ dàng. Spock cho rằng Jim đã dùng chiêu nên đã báo cáo anh với ủy ban liên minh nhưng lúc này ủy ban nhận được tín hiệu cấp cứu từ vau cần phiên điều trần chấm dứt chủ lực quân của tàu vũ trụ vẫn thực hiện nhiệm vụ ở thiên hà xa xôi hạm đội không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cử học viên lập tức triển khai hoạt động cứu hộ học viên được phân công vào các phi thuyền khác nhau tùy theo khả năng của họ những sinh viên xuất sắc nhất sẽ lên tàu enterprise hoàn toàn mới nhưng trước khi ủy ban đưa ra phán quyết thì James không được phép lên phi thuyền để tham gia nhiệm vụ lúc này jock nảy ra ý tưởng tiêm cho dê một liều vaccine để cơ thể anh rơi vào trạng thái nguy kịch tạm thời căn cứ theo quy định của luật vũ trụ cán bộ y tế có quyền được đưa bệnh nhân của mình vào tàu vũ trụ tàu vũ trụ sẵn sàng triển khai chuyển hướng sang vau cần đang trên đường đạt tới tốc độ chóng mặt tàu enterprise một lần nữa nhận được yêu cầu trợ giúp từ vau cần một cơn rông lớn đã xuất hiện trên hành tinh nghe thấy thông tin đêm chợt nhận ra sấm sét được phát hiện gần vau cần cực kỳ giống với trận sấm sét 25 năm trước đây chính xác là cái bẫy do người romulan răng ra Jim lập tức lao tới chỗ cơ trưởng để thông báo, nhưng quá trễ rồi, khoảnh khắc Enterprise đi vào quỹ đạo của Vulcan, những gì họ nhìn thấy trước mặt đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Toàn bộ bảy phi thuyền của tàu vũ trụ bị quân Romulan phá hủy. Tàu Enterprise bị cô lập, bất lực trước sự tấn công của quân Romulan, lá chắn ngay lập tức giảm xuống còn 32%. Ngay khi họ chuẩn bị nổ súng thêm lần nữa, Nero đã nhận ra Enterprise, lập tức ra lệnh dừng cuộc tấn công, anh ta liên hệ với tàu Enterprise và gửi lời chào thân ái tới Spock nhưng Spock thậm chí còn không biết anh ta là ai. Chỉ buông duy nhất một câu, tôi không quen người này. Nero vẫn giống như 25 năm trước, muốn đội trưởng đến chỗ Romulan để đàm phán. Không còn cách nào, đội trưởng Pai mang theo một số thành viên phi hành đoàn đã từng trải qua trận chiến. Bao gồm cả James, anh ấy rời Enterprise giao trách nhiệm cho Spock. Đội trưởng đang chuyển hướng tới Romulan, cả nhóm thả mình từ trên xuống, đổ bộ lên sân băng giàn khoan của người Romulan. Sân băng này nằm trên lãnh địa của Vulcan, một trục khổng lồ được khoan xuống, và sự can thiệp của giếng khoan đã chặn tất cả các thông tin và truyền thông đội của jim nếu dừng trên sân băng này thì enterprise mới có thể liên lạc được với tàu vũ trụ jock và jim đã hạ cánh thành công trên sân băng nhưng một thành viên khác trong nhóm do quá kích động đã rơi không đúng chỗ và lập tức bị chùm sáng tiêu diệt cả hai bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt với người romulan cuối cùng họ đã đánh bại quân romulan vô cùng oanh liệt và đóng thành công giàn khoan lại đồng thời lúc này người romulan thả một thứ màu đỏ xuống vào cần tạo thành một hố đen ở trung tâm của vau cần toàn bộ hành tinh này sẽ bị hủy diệt trong vài phút sân băng bị trao đảo đã vô tình khiến jock bị ngã thời điểm ngàn cân treo sợi tóc james đã tóm được jock thành công nhưng chiếc dù đã không thể chịu được sức nặng của hai người khoảnh khắc sinh tử tàu enterprise đã đỡ chúng được hai người đưa họ trở về bên trong phi thuyền lúc này spock đã trở lại lãnh thổ vau cần cố gắng thử cứu vãn tình hình với hội đồng trưởng lão bao gồm cả cha mẹ anh nhưng khi họ đang định dịch chuyển thì mặt đất ngay lập tức sụp đổ mẹ không thể quay trở lại vao cần biến mất không còn dấu vết 6 tỷ người trên vao cần đã chết chỉ còn lại khoảng 10.000 người còn sống kể từ đó vao cần trở thành chủng tàu có nguy cơ tuyệt chủng đội trưởng pai thì trở thành tù nhân của quân romulan nero gào thét yêu cầu anh giao mã bảo mật của hệ thống phòng thủ trái đất thấy pai cứng đầu nero liền kể cho anh nghe về quá khứ của mình hóa ra hành tinh romulan bị một siêu tân tinh nuốt chửng và bọn họ đã lưu lạc một thời gian dài may mắn thoát chết, hắn đã chỉ trích liên minh vũ trụ đã không có động thái. Chứng kiến hành tinh Romulan bị phá hủy, hóa ra tất cả những gì Nero đã nói, sẽ xảy ra trong tương lai, hắn biết sự hủy diệt của người Romulan là không thể đảo ngược. Và mục đích của hắn, là sẽ tiêu diệt tất cả hành tinh liên minh, Nero lấy ra một con sâu sắt, cho xâm nhập vào não của đội trưởng Pai, lấy thành công mã bảo mật của hệ thống phòng thủ trái đất. Về phía tàu Enterprise, hướng đi của họ cũng bị phát hiện, đang hướng về trái đất. Dựa trên kỹ thuật vật chất đỏ hố đen của họ, cũng xác nhận sự thật rằng Romulan đến từ tương lai. Spock cho rằng, tàu Enterprise phải chờ sự hỗ trợ của tàu vũ trụ, nhưng James quả quyết, họ bắt buộc phải đuổi kịp Romulan trước. Bất kỳ hành động chậm trễ nào đều sẽ khiến trái đất bị hủy diệt. Giữa hai người xảy ra tranh chấp gay gắt, Spock buộc phải sử dụng thần kinh lửa vào cần để kết thúc cuộc lộn xộn này và ném James đến tam giác gần Đây là một thế giới được bao phủ bởi băng và tuyết. Điều đáng sợ hơn nữa là thường xuyên xuất hiện gấu bắc cực nhưng trong chốc lát, gấu Bắc Cực bị quái vật lớn hơn ăn thịt. Sau cuộc rượt đuổi quyết liệt, Jem đã trốn được vào trong một cái hang. Thời điểm nguy cấp, một ông già đã cầm đuốc xua đuổi quái vật đi. Ông ấy nói mình là Spock, nhưng rõ ràng Jem không tin lời của ông ta, bởi vì anh đã bị chính Spock đẩy tới đây. Lúc này lão Spock đã truyền ký ức của mình cho Jem, thì ra ở tương lai 129 năm sau, một siêu tân tinh sắp bị phá hủy, nếu không dừng lại kịp thời, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hà và ngôi sao Romulan ở rất gần siêu tân tinh. Spock trả lời, họ sẽ cứu Romulan, vì vậy họ đã điều chế một chất màu đỏ. Vật liệu này có thể tạo thành một lỗ đen có khả năng hấp thụ vật chất siêu tân tinh. Tuy nhiên thời điểm vụ nổ siêu tân tinh đã đến nhanh hơn họ mong đợi, Spock không kịp ngăn chặn, do đó Romulan đã bị siêu tân tinh nuốt chửng. Để ngăn chặn thiệt hại thêm từ hậu quả, Spock đã phát tán vật chất màu đỏ, nhưng trên đường trở về, ông đã bị Nero chặn lại. Nero đổ hết trách nhiệm lên Spock trong cuộc đọ súng ác liệt. Con tàu của Nero và Spock đã bị hố đen nuốt chửng. Nero là người đầu tiên đến theo dòng thời gian, tình cờ gặp tàu Kevin ở đó. Tàu Nalanda đã chờ đợi suốt 25 năm cho đến khi phi thuyền của Spock xuất hiện, nhưng đối với Spock mà nói, chỉ mới là trễ vài giây thôi. Sau khi Nero bắt được Spock, đã thả ông ta vào tam giác Vega để ông ta chứng kiến sự hủy diệt của cần. Lão Spock cũng nói với Jim, trên dòng thời gian khác, cha của anh cũng vẫn còn sống và khỏe mạnh, rồi lão Spock đưa Jim đi, tìm một kỹ sư thiên tài là Scotty cũng bị đẩy đến đây. Anh ta có cách để quay lại tàu Enterprise Trước khi rời đi, lão Spock đã nói với Jim, anh bắt buộc phải chọc giận Spock, sau đó theo quy định của các hành tinh, loại bỏ quyền chỉ huy của Spock, cả hai quay trở lại tàu Enterprise thông qua kỹ thuật siêu hiện đại. Tại đây Jim đã cố tình chọc giận Spock để anh ta vi phạm các quy định giữa của hành tinh. Thành công nhận được quyền chỉ huy của tàu Enterprise, đợi cho đến khi Spock lấy lại bình tĩnh, đã nói rằng cha anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình trước cái chết của mẹ. Dưới sự khuyên bảo của cha, anh đã hiểu Jim đang làm gì. Đồng thời lúc này kỹ sư Scotty đã lập kế hoạch mới. Họ có thể khai thác từ trường của Titan, tiến dần vào hệ mặt trời. Lúc này Spock cũng quay trở lại cabin, hai người xóa bỏ hiềm khích và được chuyển dịch đến tàu Nalanda thành công, tên kế hoạch đánh cắp thiết bị hố đen. Sau một trận chiến ác liệt, cả hai đã phá vòng vây thành công. Spock thông qua sức mạnh nhận biết, đã tìm thấy thiết bị hố đen và vị trí của đội trưởng Pai. Giàn khoan cũng ở phía trên khởi động, chương trình khoan bắt đầu, điều này gây ra sự rung động mạnh trên mặt đất, thời điểm nguy cấp. Spock chịu trách nhiệm điều khiển phi thuyền bằng thiết bị hố đen. Còn James đã đến phòng giam để giải cứu đội trưởng Pike. Không ngờ người Romulan đã đợi anh ở đây. May thay Spock đã phá hủy được giàn khoan, khiến Nero rất tức giận. Bây giờ hắn chỉ muốn giết Spock ngay lập tức. Lúc này, Spock đã kích hoạt động cơ đẩy dọc và rời khỏi hiện trường. Tàu Nalanda theo ngay phía sau. Tàu Enterprise cũng đã theo dõi và phát động một cuộc tấn công dữ dội vào tàu Nalanda. James cũng thoát khỏi vòng vây của quân địch và giải cứu thành công đội trưởng Pai. Cuối cùng Spock đã mang theo thiết bị hố đen, đâm thẳng vào tàu Nalanda. Khi tàu vũ trụ bị rơi xuống cũng là lúc, ba người họ đã dịch chuyển thành công trở lại tàu Enterprise. Và tàu Nalanda đã bị hố đen nuốt chửng. James trong lòng rất muốn cứu người Romulan, nhưng Nero đã từ chối. Hắn thả nhìn người Romulan bị tiêu diệt, chứ không chấp nhận trợ giúp của tàu Enterprise. Vậy thì đi chết đi, tàu Enterprise đã bắn một quả ngư lôi. Khi hố đen đang nuốt chửng tài Nalanda, thì tàu Nalanda cũng bị phá hủy lực hấp dẫn của lỗ đen đã kéo theo tàu Enterprise, biến tần hoạt động bình thường. Cuối cùng, kỹ sư Scotty đã ném kíp nổ đến gần hố đen. Hậu quả của vụ nổ đã đẩy Enterprise ra khỏi trường hấp dẫn. Và James đã trở thành đội trưởng tàu Enterprise. Lão Spock và bản thân lúc trẻ, nói lời chia tay cuối cùng, ông có kế hoạch giúp đỡ những người vào cần còn sống sót. Tìm một thuộc địa mới, hành tinh này sắp phải đối mặt với một thảm họa tàn khốc. Nhưng sinh vật ngoài hành tinh tồn tại trong xã hội nguyên thủy, không nhận ra cuộc khủng hoảng đang đến gần liên minh giữa các vì sao có những quy định cấm nghiêm ngặt đó là không can thiệp vào sự phát triển nội bộ của các nền văn minh ngoài hành tinh đội cứu hộ chỉ có thể âm thầm ngăn chặn thảm họa này vì muốn thu hút cư dân ngoài hành tinh James đã đánh cắp thần vật của họ để Spock có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ anh phải lắp đặt thiết bị làm lạnh tại miệng núi lừa trong thời gian quy định nếu không hành tinh này sẽ không còn tồn tại nữa James và đồng đội đã sơ tán thổ dân thành công trở lại tàu Enterprise nhưng Spock lại gặp phải rắc rối ở đây vì nhiệt độ miệng núi lửa quá cao, dây an toàn bất ngờ bị đứt, trừ khi tàu Enterprise sử dụng phương pháp truyền trùng tia, nếu không Spock sẽ chết trong biển lửa, nhưng Spock đã từ chối sự giải cứu của tàu Enterprise, anh quyết định hy sinh thân mình để duy trì nguyên tắc cao nhất của thủy thủ viên. Thời khắc sinh tử, James đã đưa ra quyết định của mình. Tàu Enterprise từ từ nhô lên khỏi đáy biển, tải cứu Spock thành công. Với sự phát nổ của thiết bị đóng băng, cuộc khủng hoảng có thể hủy diệt mọi sự sống này đã được giải quyết. Thổ dân thấy vậy, tất cả đều quỳ xuống bái lại coi tàu enterprise như thánh vật của họ sau khi trở lại tàu vũ trụ dêm vì hành động của mình đã phải trả giá rất đắt tàu enterprise đã được đội tàu trục vớt phía bên kia một nhà khoa học liên minh bất lực trước căn bệnh nan y của con gái mình chợt lúc này một người đàn ông bí ẩn đã tìm tới chỗ anh đối phương đã dùng huyết thanh của chính mình để cứu sống con gái của nhà khoa học nhưng cái giá anh phải trả cũng vô cùng nặng nề kho lưu trữ liên minh bị san bằng cấp trên của hạm đội lập tức họp khẩn cấp họ đã tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau đó là một đặc vụ tên Harrison, Liên minh đã ban hành mệnh lệnh cao nhất, để khiến hắn phải trả giá cho hành động của mình, tuy nhiên không có dấu vết nào của hệ thống được phát hiện xung quanh trái đất. Điều đó có nghĩa là Harrison vẫn còn ở trái đất, lúc này, James từ những bức ảnh hiện trường sự cố, đã tìm ra manh mối, cuộc đột kích của Harrison vào kho lưu trữ chỉ là sự khởi đầu. Hắn chắc chắn sẽ hành động tiếp, chưa dứt lời, chợt một chiến hạm thu nhỏ xuất hiện ngoài cửa sổ, phòng họp lập tức trở nên hỗn loạn, James nảy ra một ý tưởng giật vòi cứu hỏa ở bên cạnh, ném vào bên trong tua bin của tàu chiến. Điều này đã ngăn chặn cuộc khủng hoảng trở nên tồi tệ hơn. Harrison với tốc độ ánh sáng đã trốn thoát khỏi hiện trường. Còn đội trưởng Pai đã hy sinh trong cuộc chiến. Đối với James, đội trưởng già như người cha thứ hai của anh, anh thề sẽ bắt Harrison phải trả giá đắt. Sáng sớm hôm sau, đồng đội Scotty tìm thấy một thiết bị tại hiện trường. Đây là một máy phát biến dạng không gian di động. Điều đó có nghĩa là Harrison đã rời trái đất từ lâu. Hiển thị dựa trên định vị. Harrison trốn thoát đến một hành tinh bị bỏ hoang không có người ở. Hành tinh quê hương cũ của người Klingon là Kronos, nhưng đó là lãnh thổ của Đế quốc Klingon. Hạm đội Liên minh không có quyền can thiệp để tránh gây ra những cuộc chiến tranh không cần thiết. Đại tá Marcus đưa cho họ một loại ngư lôi mới, giữ cho Enterprise ở lãnh thổ trung lập, tấn công tầm xa vào Kronos, tiêu diệt Harrison, nhưng Scotty từ chối nhập kho ngư lôi bởi vì anh không kiểm nghiệm được loại nhiên liệu mà ngư lôi sử dụng. Nhưng nôn nóng báo thù nên đã ép Scotty phải ký tên vô cùng tuyệt vọng Scotty đã từ chức, nhân danh thượng đế tối cao, đừng sử dụng những quả ngư lôi này. Scotty đã thay thế Scotty làm máy trưởng, tàu Enterprise ngay lập tức kích hoạt ổ đĩa dọc, hướng về Kronos, đang trên đường đạt tới tốc độ chóng mặt, bất chợt hệ thống hạt nhân của tàu Enterprise bị lỗi. Scotty không còn cách nào khác đành phải kích hoạt phanh khẩn cấp, Từ Enterprise thoát khỏi tốc độ cao, còn 20 phút nữa mới bay tới hành tinh mục tiêu. Jim cùng Spock và Uhura ngồi tàu con thoi đến Kronos. Trước khi đến Kronos, họ phải thay đồng phục không thể để người Klingun phát hiện ra danh tính của họ. Nhưng vừa đáp xuống Kronos, họ bị một tàu tuần tra Klingun truy đuổi. Sau cuộc rượt đuổi gay cấn, cuối cùng đã thoát khỏi tàu tuần tra ấy, nhưng họ không ngờ ở phía trước đã có rất nhiều người Klingun đang chờ. Uhura trong vai phiên dịch viên người ngoài hành tinh, cố gắng giao tiếp với họ, nhưng người Klingun không muốn tranh luận thêm. Thời điểm nguy cấp, đột nhiên một sát thủ mặc đồ đen xuất hiện, giải quyết tất cả binh lính Klingun nhanh gọn, người bí ẩn đã giúp đỡ họ, không ai khác chính là Harrison khi biết trên tàu Enterprise có 72 quả ngư lôi phô tông. Đã lựa chọn đầu hàng vô điều kiện, Harrison được đưa trở lại tàu Enterprise, nhưng vào lúc này, anh ta nêu chính xác những vấn đề tàu Enterprise gặp phải. James đành phải thương lượng với anh ta, Harrison cho James tên một địa điểm, đề nghị James đến đó xem thử, sẽ có câu trả lời họ muốn, và trong số 72 quả ngư lôi trên tàu Enterprise, còn ẩn giấu những bí mật không muốn người khác biết, James lập tức liên lạc với Scotty trên trái đất, để anh ấy đến vị trí tọa độ thăm dò tình hình. Đồng thời, con gái của Marcus đã đến hành tinh không có người ở và mở ngư lôi. Không ngờ ngư lôi được trang bị khoang đông lạnh, bên trong có một người sống đã ngủ suốt 300 năm. Kể từ khi họ phát minh ra tốc độ cong, đã không sử dụng công nghệ đông lạnh nữa, vì vậy không thể đánh thức những người bên trong kia được. Jim lại đến gặp Harrison, để anh ta giải thích tất cả chuyện này, hóa ra bên trong tất cả ngư lôi đông lạnh đều có người. Và anh ta không phải là Harrison, tên thật của anh ta là Ken, họ đều là những con người được cải tiến về gen. Nhưng sau đó anh ta đã bị Liên minh kết án là tội phạm, phải chạy trốn vào không gian. Kể từ khi Vao cần bị hủy diệt, Marcus đã tìm thấy con tàu của họ trong không gian và mục đích đánh thức Ken của Marcus là muốn anh ta thiết kế vũ khí và tàu chiến tiên tiến. Do đó đã kích động một cuộc chiến giữa Liên minh và người Klingon. Tàu Enterprise gặp sự cố ở lãnh thổ trung lập, chính Marcus là người đã hành động trước. Chưa dứt lời, tàu Enterprise đã phát hiện một phi thuyền đang tiến về phía họ với vận tốc siêu nhanh. Đúng như dự đoán Ken đã đúng đây hoàn toàn là âm mưu của marcus james ra lệnh cho enterprise hạ khiên xuống định chuyển ken sang đó james phớt lờ sự cố của tàu enterprise hướng về trái đất với tốc độ tối đa nhưng điều không ngờ là tàu chiến bóng đêm có công nghệ tiên tiến rất nhanh đã bắt kịp họ phá hủy ngay hệ thống điện của tàu enterprise thời điểm quan trọng con gái của marcus đứng dậy cố thuyết phục cha quay đầu nhưng tàu enterprise bị động lực marcus lập tức dịch chuyển con gái mình đến tàu chiến bóng đêm james đã phải cầu xin marcus anh sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm và hứa rằng sẽ giao ken cho ông ta, hy vọng ông ta có thể tha cho thủy thủ đoàn tàu Enterprise. Nhưng Marcus không có ý định để họ đi, trong đó có cả Ken, tàu chiến bóng đêm thiết lập khẩu pháo Phaser, lúc này tàu Enterprise giống như một con cừu trở bị giết thịt. Nguy hiểm cận kề, hệ thống năng lượng của tàu chiến bóng đêm đột nhiên vụt tắt. ra Scotty căn cứ vào tọa độ do James cung cấp, đã phát hiện một tàu vũ trụ cổ đại gần sao Mộc. Anh bí mật trốn bên trong chiến bóng đêm, phá hủy hệ thống động lực của họ, tình trạng của tàu Enterprise chỉ có thể chống trả hoặc là bỏ chạy mà thôi jim mạo hiểm một lần quyết định đưa ken đi cùng tên tàu chiến bóng đêm bởi vì chiến hạm này được ken chế tạo anh ta rất quen thuộc với cấu trúc của cabin jim thông báo cho scotty để mở lối ra khoang hàng cả hai sẽ thực hiện một màn nhảy cảm giác mạnh mũ bảo hiểm của jim bị mảnh vỡ rơi chúng khiến anh đi chệch tiến đường scotty cũng bị phát hiện thời khắc mấu chốt ken đã giúp jim trở lại vị trí được định vị scotty cũng có mặt ở thời điểm nguy cấp cửa sập đã được mở thành công về phần Spock, cũng đã liên lạc với lão Spock, hỏi ông ta ở dòng thời gian khác, đã bao giờ gặp một người đàn ông tên Ken chưa? Lão Spock đã nói với anh, Ken là đối thủ mạnh nhất mà họ từng chạm trán. Bên kia Ken dẫn mọi người vào đến phía trong, thuận lợi vào buồng chỉ huy, vì lý do an toàn. Scotty ngay lập tức hạ gục Ken, đại tá biết James không dám bắn, nên thà chết chứ không chịu đầu hàng. Nhưng vào lúc này, Ken chợt tỉnh lại, lập tức giải quyết Marcus, ông không nên đánh thức tôi dậy mới phải. Anh ta đã dùng mạng sống của James và cả phi hành đoàn hip buộc anh đưa 72 đồng đội dịch chuyển đến tàu chiến bóng đêm, nếu không sẽ phá hủy Enterprise ngay. Vì thủy thủ đoàn của Enterprise cần oxy, còn những người đồng đội của anh ta không cần oxy vì đang trong trạng thái đông lạnh. Dù sao thì trước sau cũng đều chết. Spock đã trao đổi với anh ta, không ngờ Ken lại giữ lời hứa. Tàu Enterprise phải hứng chịu đòn nặng nề, lá chắn giảm xuống còn 6%, đồng thời lúc này, tàu chiến bóng đêm cũng trải qua một vụ nổ dữ rồi. Hóa ra Spock đã yêu cầu dã đông những người đông lạnh cùng lúc đó kích hoạt ngư lôi, nhưng Enterprise cũng rơi vào trường hấp dẫn của trái đất, nếu không bảo dưỡng động cơ, phi hành đoàn sẽ không có cơ hội sống sót. Thời điểm gấp gáp, James phớt lờ sự phản đối của Scotty, quyết tâm bước vào cabin lõi chứa đầy phóng xạ, định vị lại động cơ, tàu Enterprise lấy lại động lực, nhưng James đã bị nhiễm phóng xạ, lâm vào tình trạng hấp hối. Anh và Spock nói lời tạm biệt cuối cùng, và phía bên kia tàu chiến bóng đêm cũng bị rơi phía trên thành phố. Phá hủy vô số tòa nhà cao tầng trong chốc lát. Ken người có thể lực phi thường vẫn bình an vô sự. Để trả thù cho Jem, Spock lập tức dịch chuyển xuống mặt đất, sau cuộc rượt đuổi gay cấn, Spock cuối cùng cũng đuổi kịp anh ta trên tàu chở hàng. Về sức mạnh, anh không bao giờ có thể đánh bại Ken, nhưng anh là người vau cần, có thể chuyển nỗi đau của chính mình sang Ken. Người đồng đội là Job về tàu Enterprise, đột nhiên nhìn thấy quả bóng đầy lông bên cạnh đang động đầy. Máu của Ken có thể cứu sống Jem, anh lập tức đưa Jem vào trạng thái đông lạnh, Uhura dịch chuyển đến tàu chở hàng phối hợp với Spock, bắt sống Ken trở về. James cuối cùng đã tỉnh lại, còn Ken và những người đồng đội của anh ta, dã bị phong ấn mãi mãi, tàu Enterprise được tân trang lại một lần nữa, biến thành một phi thuyền hoàn toàn mới. Họ chuẩn bị bước vào, một cuộc phiêu lưu trong không gian 5 năm, hướng tới chiều sâu của vũ trụ chưa từng được viếng thăm trước đây, để tìm kiếm dấu vết của các nền văn minh ngoài hành tinh khác. Đây là một hành tinh nhân tạo phát triển ở độ cao, cũng là thành phố bắt mắt nhất trong toàn thiên hà. Ở đây có hàng ngàn loài sinh vật chung sống hòa bình. Đây cũng là năm thứ ba trong cuộc phiêu lưu kéo dài 5 năm của Enterprise. Jem đại diện cho mặt trung lập của hòa bình, đến hành tinh Tinaki, cố gắng giải quyết xung đột giữa họ và người dân ở đây. Đồng thời tặng họ một bảo vật, nó tượng trưng cho sự tin tưởng và hòa bình, nhưng người dân Tinaki không hề đánh giá cao điều đó, và cuộc đàm phán cuối cùng cũng thất bại. Enterprise đã phải dịch chuyển Jem trở lại, nhân tiện mang theo hai em bé Tinaki, trong vũ trụ bao la. Tàu Enterprise luôn giữ vững niềm tin ban đầu của mình, mang lại hòa bình và vẻ đẹp cho khắp các hành tinh. Trước kết quả hoạt động vượt trội của tàu Enterprise, hạm đội liên minh đã cho toàn bộ thủy thủ đoàn một kỳ nghỉ, mời họ trở lại căn cứ của thành phố York để nghỉ ngơi. Các thuyền viên được đoàn tụ với gia đình, lúc này, có hai người vào cần tìm đến Spock, nói với anh rằng, lão Spock trở về từ dòng thời gian đã qua đời, không biết đối mặt với cái chết của chính mình, tâm trạng sẽ như thế nào nhỉ? Đồng thời lúc này, một tàu vũ trụ không xác định đi vào quỹ đạo quanh thành phố York đối phương nói rằng mình đến đây để xin viện trợ, trong khi phi thuyền của họ đang tiến hành nghiên cứu khoa học trong đám mây. Đột nhiên bị mất động lực, rơi xuống một hành tinh không xác định, và cô ta là người duy nhất trốn thoát, bởi vì cốt truyện yêu cầu, Jem phải chiến thắng nhiệm vụ giải cứu này. Hành tinh trước mặt chúng ta được gọi là Atamis, là hành tinh loại M thích hợp cho con người cư trú. Trên bề mặt hành tinh có rất nhiều tòa nhà, nhưng không phát hiện được dấu hiệu của sự sống nào cả. Lúc này, một vật thể lạ bỗng xuất hiện trước mặt họ tàu Enterprise lập tức phát cảnh báo đỏ. Enterprise được dùng như một tàu nghiên cứu, vũ khí của họ không thể làm tổn thương đối phương. Hàng vạn chiến hạm ong ùa lên phía trước, ngay lập tức xuyên thủng lá chắn bảo vệ của Enterprise. James ra lệnh kích hoạt lối thoát dọc, nhưng quân địch rất nhanh đã cắt động cơ của Enterprise. Đối mặt với kẻ thù được trang bị vũ trang mạnh mẽ, họ không có sức mạnh để chống trả. Mục đích ban đầu của người ngoài hành tinh chính là vũ khí cổ xưa này. Đồng thời lúc này, Jock đã chứng kiến một cảnh tượng rất kỳ lạ. Thuyền viên bị thương bị hút vào xác ướp, và James ở phía bên kia, đang đánh nhau với thủ lĩnh của đối thủ. Bất ngờ là, hắn có quen biết James. Thời điểm quan trọng, Scotty bật năng lượng sung, khởi động lại động cơ. Enterprise định lại bỏ chúng trong vùng tinh vân. Nhưng quá trễ rồi, thân tàu bị cắt trực tiếp làm đôi. Thủy thủ đoàn phải bỏ tàu và trốn thoát, nhưng các cửa thoát hiểm của họ đều bị địch chặn lại. Scotty thông minh ẩn mình trong ngư lôi và đột phá thành công. James cùng đồng đội cũng đã sơ tán an toàn vào phút chót. Và Enterprise đã bị phá hủy trên hành tinh này. Scotty rơi xuống mép vách đá, James và nhóm của anh ấy cũng đã hạ cánh xuống rừng. Cuối cùng anh nhận ra, đây là một cái bẫy đã được lên kế hoạch từ lâu. Anh hỏi cô gái ngoài hành tinh, và đối phương cũng nói sự thật, chuyện xảy ra với tàu vũ trụ của cô ấy, cũng tương tự như với Enterprise, thủ lĩnh tấn công họ tên là Crow, hắn dùng mạng sống của cả thủy thủ đoàn uy hiếp cô. Dụ tàu Enterprise đến đây, cô ấy chỉ đang cố gắng bảo vệ phi hành đoàn của mình mà thôi. James có thể hiểu những gì cô ấy đang làm. Bên kia, tất cả thành viên phi hành đoàn được đưa về căn cứ của Crow. Họ đang cư trú trong một hang động. Crow rất quen thuộc với hạm đội Enterprise và Alliance. dường như có một bí mật chưa được biết ẩn giấu đằng sau điều này. Jock và Spock cũng hạ cánh thành công trên tàu con ong. Không may, bụng Spock bị một mảnh vỡ đâm thủng. May thay Jock là cán bộ y tế, đã xử lý vết thương kịp thời. Scotty tìm thấy khoang của Jim khi đang trốn trong rừng. Nhưng bỗng, một vài tên xã hội đen ngoài hành tinh đã tụ tập xung quanh may thay một cô gái đã khéo léo đã ra tay kịp thời đuổi bọn côn đồ này đi cô gái này là oai nói với scotty họ cũng bị crow tấn công đó là lý do tại sao cô lại bị lưu đày ở đây cô ấy đến đây để tìm vài linh kiện sửa chữa máy bay của mình scotty là trưởng máy có lẽ có thể giúp được cô còn cô ấy sẽ giúp scotty tìm các thuyền viên khác tôi giúp cô cô giúp lại tôi được chứ sau khi tới nơi ở của oai chợt nhận ra hóa ra đây là phi thuyền của liên minh đã thất lạc từ lâu Franklin, James và những người khác nhân lúc đêm tối trở về Enterprise. Muốn tìm vũ khí cổ xưa đó, nhưng vào lúc này, cô gái ngoài hành tinh cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật. Hóa ra cô ta chính là người của Crow, mọi lời nói trước đây đều là dối trá, và James đã đánh bại cô ta, vũ khí hoàn toàn không có ở đây. Điều tồi tệ là, quân tiếp viện của địch cũng tới đây, cả hai không còn lựa chọn nào khác đành phải cho nổ tung Enterprise. Bắt khỏi sự hỗn loạn thành công, phía bên kia, mọi người dùng nước mũi của Quincy bé nhỏ mở khóa cửa phòng giam. Uhura và Jock lẻn vào phòng Crow. Họ bất ngờ phát hiện, tàu thăm dò Magellan ra mắt từ nhiều năm trước, cũng bị Crow chặn đánh. Điều đáng sợ hơn nữa là, họ cũng đột nhập vào mạng của căn cứ liên minh, và thu được nhật ký hành trình của tất cả các phi thuyền. Crow đang âm mưu một kế hoạch khủng khiếp, cả hai lại một lần nữa bị bắt, hóa ra mục tiêu thực sự của Crow là thành phố York. Có những thành quả tích lũy của liên minh qua nhiều thế kỷ. Tại sao Crow lại ghét liên minh đến vậy? Jim và Pavel vô tình dẫm phải bẫy may thay wai và scotty tới kịp lúc và cứu được hai người họ rất ngờ vực tại sao một phi thuyền lớn như vậy lại không có ai phát hiện ra hóa ra wai đã sử dụng kính khúc xạ hình ảnh phủ áo khoác vô hình lên tàu vũ trụ đồng thời lúc này pavel đã chặn tín hiệu liên lạc yếu chắc là jock và những người khác đang liên hệ với tàu enterprise thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên họ bị bao vây bởi rất nhiều tàu chiến nguy hiểm cận kề cả hai lần lượt được dịch chuyển đến tàu franklin jock tìm thấy một số dụng cụ y tế trong cabin xử lý vết thương cho spock crow đang tìm kiếm đống đổ nát của enterprise ở đây cũng không tìm thấy binh khí đâu trong cơn giận dữ hắn dẫn jock tới và hỏi họ vũ khí ở đâu phi hành đoàn không còn cách nào khác là phải giao nộp vũ khí giấu trên người hóa ra thứ này chính là cổ thần khí nó chứa một loại vũ khí sinh học khủng khiếp người xưa không thể kiểm soát được sức mạnh của nó nên đã chia làm hai phần một nửa còn lại đang ở trong không gian crow đã dùng cả cuộc đời để tìm kiếm thứ này không ngờ họ lại tìm thấy mảnh thần khí này Spock căn cứ vào chiếc vòng cổ vào cần anh tặng Uhura, xác định vị trí cụ thể nơi các thành viên phi hành đoàn bị giam giữ. Có thiết bị gây nhiễu trong căn cứ, họ không thể dịch chuyển phi hành đoàn đến đó được. Cách duy nhất lúc này là phải lẻn vào căn cứ của địch và tắt thiết bị gây nhiễu đi. Sau đó dịch chuyển phi hành đoàn đến tàu Franklin, tìm cách thoát khỏi hành tinh này. Quay khuyên họ đừng coi nhẹ mà hành động, vì không ai đến đó có thể trở về an toàn được. Tất cả đồng đội của cô cũng chết ở đó, cô không muốn quay lại nơi chết tiệt đó nữa nhưng cô là người duy nhất nắm rõ tình hình ở căn cứ. Cuối cùng dưới sự thuyết phục của Scotty, Oai đồng ý giúp đỡ họ. James tìm thấy một chiếc xe máy cổ trong cabin. Anh chở Oai đột nhập vào căn cứ của kẻ thù, sau đó sử dụng chiến thuật chiếu hình, thu hút sự chú ý của kẻ thù. Spock và Jock chịu trách nhiệm giải cứu phi hành đoàn. Scotty và Paven ở lại tàu Franklin, sẵn sàng dịch chuyển họ bất cứ lúc nào, nhưng chỉ có thể chở 20 người một lúc. Sau nhiều lần dịch chuyển, cuối cùng đã đưa tất cả phi hành đoàn trở lại, chỉ còn lại Jim và Oai. Oai bị phó thủ của Crow chặn lại, nguy hiểm đến gần, Jem nhảy về phía trước, kịp thời tóm được Oai, cả hai trở về Franklin thành công. Crow cũng mang theo hạm đội bầy đàn, đi thẳng tới thành phố York, nhưng điều này mới chỉ là khởi đầu, nếu Crow không bị ngăn chặn kịp thời, hắn sẽ tiêu diệt tất cả các hành tinh liên minh, nhưng nếu muốn để tàu Franklin cũ cất cánh trực tiếp từ mặt đất, không phải là vấn đề đơn giản, nhưng họ chỉ có thể mạo hiểm một lần. Tàu Franklin rời Antamid thành công, quay nhìn hành tinh xa xôi, cảm giác nhẹ nhõm, Cùng lúc này, những con tàu của Crow đã đến quỹ đạo của thành phố York. Chúng sẽ phá vỡ lá chắn trong vòng 60 giây. Lúc này, Spock nhắc đến kiểu bay của bầy tàu ong. Nó nằm dưới sự chỉ huy thống nhất của một số tàu cụ thể. Miễn là phá vỡ đội hình của bầy đàn, thì chúng sẽ đâm sầm vào nhau. Họ dịch chuyển York và Spock tới bầy tàu ong. Spock phát hiện ra chúng giao tiếp bằng mạng lưới thần kinh. Để đạt được sự thống nhất, Quai lấy ra dàn âm thanh cổ, kết nối với hệ thống phát thanh của Franklin một bản nhà cổ điển cảm động tấn công hạm đội tàu ong ngay lập tức chương trình phát sóng cũng được kết nối với thành phố york chiến hạm bầy đàn đã bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng tàu mẹ của crow đã đột nhập được vào thành phố york bay thẳng tới hệ thống cung cấp oxy thời điểm quan trọng tàu franklin dùng thân tàu để chặn crow đồng thời uhura phát hiện ra bí mật của crow từ hình ảnh hóa ra hắn là đội trưởng của tàu franklin hấp thụ năng lượng của người khác đã biến thành diện mạo như vậy hắn đã hấp thụ rất nhiều cơ thể con người nên cơ thể đã dần dần biến đổi trở thành hình dáng con người. Hắn là một người lính xuất sắc, sau này trở thành đội trưởng tàu Franklin. Trong một lần làm nhiệm vụ, tàu vũ trụ vô tình rơi ở Antamid, bởi vì tinh vân chặn tín hiệu, liên minh đã từ bỏ cuộc giải cứu họ, nhưng họ vô tình phát hiện ra công nghệ do thổ dân để lại. Thực sự có thể kéo dài tuổi thọ, đó là liên tục hút năng lượng của người khác, nhờ đó có thể kéo dài tuổi thọ của mình. Crow đã đến trung tâm điều hòa oxy, một khi hắn thành công, thì toàn bộ thành phố York sẽ không còn ai sống sót. Jem tìm thấy Crow, cố gắng thuyết phục hắn quay đầu, nhưng hắn đã đánh mất chính mình rồi. giờ đây chỉ một mực muốn phá hủy tất cả. trong lúc giao chiến cả hai đã rơi ra khỏi trường trọng lực. Crow nhảy xuống, lợi dụng trọng lực trôi giạt, quay lại trung tâm điều chỉnh một lần nữa. virus đã được thả thành công. cuối cùng Jem đã tự tay mở cửa khoang, đẩy Crow ra ngoài vũ trụ cùng với vũ khí của hắn. cùng lúc đó Jem cũng bị hút vào. đúng lúc nguy cấp, Spock đến kịp lúc đỡ được anh. Jem đã cứu sống hàng triệu người và được lãnh đạo bổ nhiệm làm trung tướng nhưng James đã từ chối thăng chức, vì anh không thể buông bỏ tinh hà bao la, càng không thể bỏ lại tất cả thành viên thủy thủ đoàn Enterprise. Cuối cùng Jock tổ chức tiệc sinh nhật cho James, ngày này cũng là ngày rỗ của cha anh, ai cũng trở thành thực tập sinh của hạm đội. Lần này Enterprise không được tân trang lại, thay vào đó đã chế tạo một phi thuyền hoàn toàn mới. Họ sẽ tiếp tục khám phá những thế giới mới lạ, dũng cảm khám phá những nơi mà con người chưa từng đặt chân tới.